Thì với cái máy Takeo TK 700W này hiện tại đang có mức giá là 5.500.000 đồng, còn con máy Takeo TK 400 thì đang có mức giá là 4.900.000 đồng dành cho quý vị và các bạn nhé. Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Thì trong những video trước, Ngọc Lan đã báo giá cho quý vị và các bạn về những dòng máy chăn nuôi hiện đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo sản xuất và phân phối trên thị trường. Thì trong video này, Ngọc Lan xin giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn đó chính là dòng máy sử dụng trong công nghiệp hoặc như là chế biến thực phẩm, để cho quý vị và các bạn có thể nắm rõ được giá của những dòng máy này và được tham khảo chi tiết về những dòng máy này, để tham khảo được là mình có nên sở hữu những dòng máy ở đây hay không nha. Và bây giờ Ngọc Lan sẽ vào việc ngay đây. Dòng máy đầu tiên mà Ngọc Lan xin giới thiệu cho quý vị và các bạn đó chính là máy ép nước mía để bàn. Ở đây Ngọc Lan có hai loại máy. Phía bên phải Ngọc Lan đó chính là máy ép nước mía để bàn Takeo 400W. Với cái máy này thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát được là máy rất là thiết kế nhỏ gọn và được làm bằng 100% là inox 304 này. Thêm vào đó là máy còn được trang bị thêm một miệng ra. Và trước khi nước mía của chúng ta được ép ra thì sẽ được lọc qua một lớp màng lọc ở đây để đảm bảo cho nước mía của mình sẽ không bị dính những cái sàn của mía để lại nhé. Và để vệ sinh máy dễ dàng hơn thì Takeo đã thiết kế thêm vào đó chính là một tấm chắn bụi ở phía trên, đồng thời là giúp cho quý vị và các bạn có thể dễ dàng vệ sinh hơn. Và đây chính là rulo của máy. Rulo của máy được sử dụng với lại thiết kế những hạt kim cương ở trên này, giúp cho quý vị và các bạn có thể ép được mía ra một cách sạch nhất nhé. Mình chỉ cần ép một lần là nước mía của mình đã có thể ra hết nước rồi. Và phần phía bên phải này thì quý vị và các bạn có thể quan sát, đây chính là công tắc đóng mở, đồng thời cũng là công tắc đảo chiều nha. Nếu như quý vị và các bạn vô tình đưa vào những cái mía lớn quá làm cho máy của mình bị kẹt thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể đảo chiều của công tắc lại nhé. Và đây chính là đồng hồ để báo là máy đang hoạt động rồi. Còn con máy Takeo TK700 hầu như là bề ngoài của nó không khác gì nhiều so với con máy Takeo TK400. Nhưng mà điểm đặc biệt của con máy này là đó chính là cái miệng đưa nguyên liệu ra. Chúng ta sẽ được đưa xuống một cái máng ở dưới như thế này và được tách rời với lại bộ khung bên trên. Nên là quý vị và các bạn hoàn toàn có thể để thêm một cái ly ở phía này ha. Còn phía trên này đó chính là bộ lọc nước này. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát được là tấm lưới ở phía trong rất là dày dặn. Nhờ đó mà hoàn toàn nước mía của chúng ta sẽ rất là sạch sẽ, đồng thời là sẽ không bị dính bợn trong quá trình chúng ta uống nước ha. Với thiết kế là cũng một tấm chắn bụi, đồng thời là tấm lưới bảo vệ bên trên, thì rulo của con máy Takeo TK700W này sẽ lớn hơn so với rulo của con máy Takeo TK400 nhé. Thì với con máy Takeo TK700W này hiện tại đang có mức giá là 5.500.000 đồng, còn con máy Takeo TK400 thì đang có mức giá là 4.900.000 đồng dành cho quý vị và các bạn nhé.